Thưa quý khán giả, Trung tâm Điều phối Cứu hộ chung của, của Na Quy thông báo chiếc trực thăng chở theo 6 người buộc phải đáp xuống biển ở khu vực ngoài khơi vùng Duyên Hải phía Tây của quốc gia Bắc Âu trong ngày 28 tháng 2. May mắn toàn bộ 6 người trên máy bay đều được đưa lên khỏi mặt biển một cách an toàn. Phía bệnh viện cho biết họ đã tiếp nhận tất cả 6 bệnh nhân sau vụ tai nạn nhưng hiện tình trạng sức khỏe của họ vẫn chưa rõ ràng. Trả lời phỏng vấn báo chí, giám đốc Crystal Norway khẳng định chiếc trực thăng gặp nạn thuộc quyền sở hữu công ty này. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết máy bay trực thăng gặp nạn là mẫu Skycrane S92 và đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo tìm kiếm cứu hộ tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Một quan chức dịch vụ cứu hộ tiết lộ vào thời điểm chiếc trực thăng gặp nạn, khu vực này có gió lớn song vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận nguyên nhân của vụ tai nạn trên.